Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 8 giờ tối hơn ngày 21 tháng 1 2023, tức là 30 Tết các bạn ha. Đây góc đường Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu. Và đây là tiệm phở Quỳnh với bò kho nha. Tối hôm nay thì mời Huy với lại Quỳnh đi ăn tối. Ở đây thì họ sẽ bán 24/24 và mở xuyên Tết luôn, từ 30 mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 gì đó. Các bạn cứ ghé qua đây ăn nha. Phở Quỳnh với bò kho ở đây thì mình đã từng review rồi. Hôm nay trở lại ăn để xem cái vị thế nào các bạn ha. Cơ bản là sẽ ổn á. Không biết bên này giá Tết như thế nào nữa. Giá Tết bên này như sao nữa. Quay luôn. Ở địa chỉ này. Phở bò, bò kho, phở gà, miếng gà. Đó. Bên này có rau. Có sa tế, có tỏi. Có địa chỉ sao nữa. Có ớt. Đường. Địa chỉ vô một cái thôi à. 323 Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, 0838368515. Ô, có cái địa chỉ thứ ba là 318 Vĩnh Viễn, quận 10 hả? 0822187028. Có cả Bình Chánh nha, nói không đi. Từng phút. Ok, mà đợi thôi. Này nó quá quá trời luôn, bốc ớt. Trời ơi, bốc ớt. Ớt ở đây rất là cay, chanh. Rồi, 3 tô, 87.000 đồng một tô các bạn. 87.000 đồng một tô nha, qua Tết sẽ hạ giá lại. Đây 87.000 đồng 3 tô, 3 ly trà đá nữa. Với khăn nữa, 300. Dừng 300. Thì tới gừng bò viên, này tô kho, bò kho 87.000. Rồi, thêm tô nữa. Nước xoài ngoài sau lưng á, quỳnh coi chừng nha. Đây, mình quay cận cảnh coi chừng. Này nó cho cái dáng nhỏ được không em? Có cần lấy cho con bé này không? Không, nó ăn chung được rồi. Nó sợ bị bóc á. Thiếu đây cái tô 87 được rồi, sao đó. Cái tô này là có gừng bò viên rồi. Hết được. Bây giờ để anh cho xíu đi. Anh đi anh chụp hình luôn. Quay tận mừng luôn. Thì chụp hình xong rồi giờ ăn thôi. Quy dùng cái muỗng đũa em xúc. Được rồi, khỏi lấy cái máy, đủ đồ sáng. Xong nó lên. Nó nói con sang nó nói quay hoài để cho nó ăn đi. Ê, coi chừng cái tô bố tô, trời ơi nó bọc tới đó luôn rồi kìa. Không, thịt nhiều á. 87.000 các bạn, ăn đủ no nha. Rồi ok, rồi ăn đi Quỳnh, ăn đi. Em ăn ở bên phần của em đi, rồi. Ê, cái đũa với muỗng nó quăng qua đây luôn chứ không phải nó ra cái mùi bò của mày khác nhau á. Rồi em ăn đi, xuống ăn đi mình, để đi, nó không tới đâu. Có đi quậy không chẳng. Sợ cái tay nó như vú tới một cái. Ăn đi Quỳ, lần đầu tiên ăn đây đúng không Quỳ? Lần đầu tiên đúng không? Rồi ok, lần đầu tiên sẽ nhận xét nó khác anh. Em nhận xét đi, đó em ăn xong nhận xét. Xong rồi Quỳnh, được rồi, em bỏ cái máy xuống đi ăn đi. Sao? Thấy vị sao? Vị nó nhẹ nhàng. Ok, mày ăn cái phần thịt bò đó đi, sẽ thấy khác không? Ở đây có bò tái với nạm nha. Ngon hả? Phở ngon. Nó có cái phần giống như cái phần này phần gầu, xong phần tái nạm với cái phần này có vừa thịt vừa lưng vừa lưng. Nạm. Sao tái sao? Tái mềm không? Tái mềm thơm à? Dạ. Để qua thêm Quỳnh. Ngon nha. Ngon à? Nấm đà hay là nhẹ? Đối với em? Vừa đậm mà cũng vừa nhẹ, học nó như nó lừng lừng á. Nó lừng lừng hả? Nó không có nhẹ nhưng mà là ngon. Không, không có gì nó quá. Không gắt lên đúng không? Đúng rồi. Ok. Thử ăn cái phần tái với phần viên với phần lưng đi Quỳnh, rồi nhận xét. Thịt bò mềm lắm anh. Ở đây thịt bò nó ngon. Tao thích thịt bò ở đây. Không biết dai. Còn là cái phần bò viên nó thơm không? Bò viên gân. Viên gân. Có phần gân nữa kìa, đó phần gân nè, nó còn phần gân nữa kìa. Đây ăn thử cái phần gân đi rồi nhìn xác. Có nguyên miếng gân lớn. Sao? Gân này nó giòn, nó không bị mềm. Ok. Sụt. Rồi, có lẽ cũng ớt, tư đổi cái tự xử nha. Rồi, ok, mình ăn các bạn. Ăn. Mày đã treo cái này lên. Đây, phở Quỳnh. Quỳnh nó có, Quỳnh là thường ăn tương.
Rồi giờ tới mình nha, vô cái bò kho của mình. Sợ mày quá, mày phá quá đi, Mình mới băng một phần bò kho các bạn. Nhìn chung là phần bò kho ở đây, cái phần nước bò kho vẫn ngon. Nó sẽ thiên về vị nhẹ nhàng chứ không có đậm lắm. Cái cộng hủ tiếu ngon. Riêng cái phần thịt bò này cũng ngon luôn, nó thơm. Tuy nhiên mình ước ao gì phải chi nó cho mình cái cục bò nó có mỡ mỡ thì ăn nó sẽ đã cái miệng hơn, nó sẽ béo hơn và nó sẽ không có bị gọi là vậy, nó thịt nhiều quá đó, thịt nhiều quá ăn nó sẽ bị ngán đó các bạn. Ở đây nó được ba cục bò dê, ba cái cục bò kho lớn với lại một cái cục bò kho nhỏ mình cắn đi rồi đó, tụi bà 8-7 ngàn. Cái phần nước phở hôm nay có thử một miếng qua đây thì nó hơi lạc hơn chút xíu so với bình thường đó. Nó nhạt hơn mấy bữa anh ăn nhưng mà vẫn là ngon các bạn. Bò tái thì sẽ được ngon, bò viên cũng ngon luôn. Nghe rõ cái mùi bò ớt rất cay. Nói chung đây là một cái điểm gọi là ăn phở được 24/24, 365 ngày xuyên Tết luôn. Tại chú con rồi ăn xong một chút rồi đi làm. Nói chung là cái phần phở đây đối với mình là nó ngon chứ không phải là xuất sắc các bạn. Đặc biệt là hôm nay thì nước phở nó sẽ hơi lạc chút xíu, đúng không Quỳnh? Đối với em là nó vẫn ngon mà nó hơi nhạt xíu đúng không? Tại em thích ăn nhạt nhiều hơn. Ờ thích nhạt hả? Tôi tưởng mới thích ăn đậm chứ. Tại em có tính không thì em ăn phở không được, em ăn đậm đầu á chứ em bị lòng rồi. Ồ vậy hả? Đó là tại vì nó bị bột ngọt. Còn cái nếu mà nó đậm theo kiểu người Bắc á, phở Bắc á thì nó lại đậm khác nữa. Bắc là đậm khác nha. Nhưng mà nó là đậm theo dạng dòng mặn mặn. Em bị hoài luôn á, ăn phở vô luôn đậm. Ở đây không có, ở đây anh ăn bao nhiêu lần không có bị? Ở đây không bị. Nước ngọt thanh nhẹ. Ừ. Bữa nay nó nhịn nó nhạt mấy bữa kia. Rồi ok, thôi tập trung ăn hết. Nãy là mời bé ba đi, mấy ba nó đi chồng nó rồi cho nên là nó không đi nữa, cho anh mời bé ba đi mà. 323 Phạm Ngũ Lão quận nhất, tổng số tiền phở với lại bò kho 3 tô 79. Ủa 79 là 237 à. Trà đá nóng 3.000 là 9.000, thăng lạnh 4.000. Tổng số tiền 250, cộng phí dịch vụ 10% là 275. À do cộng phí dịch vụ 10% nữa. Rồi nói chung là ăn no, ăn gần như sạch cái phần nước. Để đi ra góc đường quay cho các bạn xem. Mày chảy hết mồ hôi luôn. Ở đây thì chủ yếu lượng khách của họ sẽ là Việt kiều và khách nước ngoài các bạn nhé. Phở Quỳnh thì lâu năm lắm rồi. Đó. Để xe thì chúng ta để xe ở trên vỉa hè thế này luôn ha. Đây chiếc xe gọi là truyền thống của mình. Phở Quỳnh, thơm ngon đặc biệt. Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đỗ. Ở đây có bánh mì thịt nướng nè. Bữa nay mới thấy. Bánh mì thịt nướng bán sao vậy em gái? Dạ, 30 anh. 30 ngàn hả? À. Em bán đây xuyên Tết không em? Dạ, em bán xuyên Tết. 1, 1, 2 bán luôn. Mấy giờ bán hả? 5 giờ chiều. 5 giờ chiều, bán tới mấy giờ tối? 3 giờ. 3 giờ sáng. Rồi các bạn, có ăn phở Quỳnh, có ăn bánh mì ghé qua đây nha. Em gái dễ thương á. Nói chuyện dễ thương, có 30 ngàn đồng mà đâu có tăng giá gì nhiều đâu. Bánh mì mà hai trứng gà, không gà chiên thì cũng 30 ngàn luôn em. Dạ, hay nhiêu? 25. 25 mà, ồ hai trứng 25 mà, đó. Ai nói là quận nhất Phạm Ngũ Lão là mắc đâu. Của phố Tây là giá nó xem liền. Đổ lên, tăng lên. Hồi xưa anh có làm khu này nè, cách đây nhiều năm rồi, anh nhớ là một ổ bánh mì hai trứng là 15 ngàn lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, giờ 25 mà đúng rồi. Rồi cảm ơn em nhiều nha, ủng hộ cho em bán xuyên Tết, giờ lại có bánh mì với lại phở bột kho. Đó đưa nó ở đây không, 2 tuổi anh. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.